Xin chào các bạn, chúng ta cùng đến với sân bóng Việt Hùng để tiếp tục guồng quay với giải báo chí miền Trung mùa giải thứ 8. Đây là trận đấu tại bảng đấu có sự góp mặt của Đà Nẵng và Quảng Bình. Và đây là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng đã thua ở ngày đầu tiên. Cả hai đội bóng này thì đều đã nhận thất bại trước Nghệ An. Ngay sau đây để cho các bạn tiện theo dõi thì tôi sẽ giới thiệu đội hình ra sân của hai đội. Bên phía GFC Đà Nẵng, họ sẽ chơi với số 35, đó là Thái Nam, số 2 Thanh Hiếu. Bóng đã bắt đầu lăn và hiệp 1 của cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và Quảng Bình đã được bắt đầu. Ngày ra sân, ra quân của cả hai đội, nó đã khiến cho cả Đà Nẵng và Quảng Bình không có cơ hội để cạnh tranh chức vô địch ở giải đấu lần này. Đưa nguy hiểm, không vào. Cơ nguy hiểm đầu tiên của trận đấu vừa thuộc về Quảng Bình. Dứt điểm, không được. Cú đá của Thanh Tùng. Phản công dành cho Đà Nẵng. Cơ hội, không vào. Cơ hội rất tốt dành cho Văn Quân. Đó là cú đá không chính xác. Đánh đầu, không được. Rất nguy hiểm. Đó là một sai lầm. Một sai lầm của thủ môn bên phía Quảng Bình. Và sai lầm đó đã bị trừng phạt. Tỷ số đã được mở dành cho GFC Đà Nẵng. Sai lầm rất đáng tiếc của Ngọc Hoàng. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Tưởng chừng như Ngọc Hoàng đã cắt được tình huống vừa rồi. Người đá có thể đỡ được bóng ở nhịp 1. Sau đó lại ôm bóng trượt. Và đó là thời cơ quá tốt dành cho cầu thủ của Đà Nẵng. Và Nguyễn Thành đã không bỏ qua món quà vừa rồi để giúp cho Đà Nẵng vượt lên, thành món quà tuyệt vời để cho cầu thủ của Đà Nẵng mở tỷ số. Móc bóng không vào. Và móc bóng rất đẹp. Đó là cú móc bóng của Lê Ngọc. Rất đáng tiếc là Lê Ngọc đã chưa thể thành công. Dứt điểm. Vào. Một đều dành cho Quảng Bình. Bàn thắng của Duy Hoàng. Và một hợp đá phạt góc rất hay của Quảng Bình. Duy Hoàng đã di chuyển lên để thoát khỏi hàng phòng ngự của Đà Nẵng rất hay. Và cuối cùng là một cú đá một chạm chuẩn xác để gỡ hòa dành cho Quảng Bình. Và xử lý di chuyển quá khôn ngoan của Duy Hoàng. Và một hợp đá phạt góc có ý đồ của Quảng Bình mà họ đã thành công. Và ném bóng không tốt, dứt điểm, không được. Đó là một tình huống chớp thời cơ rất nhanh của Xuân Phú. Nguyên Phong, đánh đầu, không được. Quảng Bình đang tỏ ra khá nguy hiểm vào những tình huống cố định. Xin chào các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với sân bóng Việt Hùng ở thành phố Thanh Hóa để theo dõi tiếp hiệp 2 trận đấu giữa Đà Nẵng và Quảng Bình. Đánh đầu, và đánh đầu đá không trúng đích. Góc đánh đầu vừa rồi của Lê Ngọc là không thuận lợi. Đắc Mạnh vẫn chưa được, vẫn còn Văn Quân. Đỡ bóng rất hay, không vào. Đó là một cú đỡ bóng rất khéo của Văn Quân. Đó là một cú đánh đầu đi ra ngoài. Và đánh đầu của Linh Giang. Duy Hoàng không vào. Và đá phạt căng nhưng không chính xác của Duy Hoàng. Linh Giang chuyển lên. Cả bóng hơi khó, phản công cho Đà Nẵng, Văn Quân. Cơ hội, không vào. Vẫn không vào. Và phản công với rất nhiều cơ hội và khoảng trống dành cho Đà Nẵng. Và phối hợp đá phạt không tốt của Quảng Bình đã tạo ra thời cơ dành cho Đà Nẵng. Rất đáng tiếc cho đội Đà Nẵng là họ đã không tận dụng được. Tấn Tài, đánh đầu, không vào. Và đánh đầu ra ngoài. Văn Quân. Văn Quân rất đẹp mắt. 2-1 dành cho Đà Nẵng. Và xử lý tuyệt vời của Văn Quân để nâng tỷ số lên 2-1. Từ tình huống phát động tấn công dài từ phần sân nhà lên, Văn Quân đã xử lý quá khéo léo và gọn gàng. Từ cú đỡ bóng, sau đó bẻ trái bóng vào trong và dứt điểm. Xử lý quá tốt. Đó là một pha xử lý điểm 10 cho chất lượng của Văn Quân. Vô cùng khéo léo và cực kỳ gọn gàng.
2-1 dành cho Đà Nẵng. Để mất bóng nguy hiểm. Đợt phản công dành cho Đà Nẵng. Chuyền sang. Đó là pha chuyền bóng không thực sự tốt. Vẫn còn. Dứt điểm không vào. Và đá cuối cùng của Nguyễn Thành. Cơ hội không vào. Đã có thêm một cơ hội nữa dành cho Đà Nẵng. Vẫn không được. Mà tới hai nhịp thì thủ môn của Đà Nẵng vẫn ôm gọn bóng trong tay. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi để khép lại cuộc đối đầu giữa GFC Đà Nẵng và GFC Quảng Bình. Chung cuộc là 2-1 nghiêng về Đà Nẵng. Và Đà Nẵng đã giành vị trí nhì bảng này. Họ sẽ chơi trận đấu tranh giải ba vào buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trận đấu giữa Đà Nẵng và Quảng Bình. Và hẹn gặp lại các bạn vào chiều nay với vòng đấu cuối cùng, lượt đấu cuối cùng của giải báo chí miền Trung lần thứ 8.